Giao tranh xung quanh Ba Cờ Mút tính đến ngày 21 tháng 3 vẫn ác liệt với việc Nga tuyên bố kiểm soát phần lớn thành phố này, trong khi Ukraine cảnh báo về nguy cơ xuất hiện thêm một Ba Cờ Mút mới. Ngày 20 tháng 3, chính quyền Kiev cảnh báo thành phố Adivka thuộc tỉnh Donetsk có thể sớm trở thành phiên bản thứ hai của thành phố Bakhmut, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine và đang có nguy cơ bị Moscow bao vây hoàn toàn. Ông Oleksiy Dmitrovsky, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Quân sự Tavria của Ukraine, cho biết ông đồng ý với đánh giá của cơ quan tình báo quốc phòng Anh rằng Anh đang gây áp lực lên các tuyến tiếp tế của Kiev ở Adivka theo ông nga trước đó đã làm điều tương tự với bakhmut ông cho biết thêm rằng việc tấn công theo hướng này cũng đã gây ảnh hưởng cho chính nga theo ông các lực lượng nga đang chịu tổn thất nặng nề trong các trận chiến ở miền đông ukraine Adipka có dân số thời bình hơn 30.000 người. Không giống như Bakhmut, Adipka đã là một tiền tuyến trong nhiều năm. Các lực lượng Ukraine đã được triển khai ở đó từ lâu nhằm ngăn chặn các phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông. Khoảng 8 năm trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự vào năm ngoái. Trước đó, tình báo quốc phòng Anh cho biết trên Twitter rằng các lực lượng Nga đã đạt được những thành tựu đáng kể xung quanh Adipka và cho biết nhà máy Kok Adipka với quy mô lớn có thể được coi là địa hình quan trọng đặc biệt, có thể hỗ trợ phòng thủ khi trận chiến diễn ra